luôn, sướng quá trời, được không? Ok, được, tôi gả luôn nè. Rồi gả luôn đi. Rồi bây giờ xin mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha, coi yêu cầu của chương trình thiện cho nó vui. Đọc lớn lên đi em. Gọi tên ba điểm chung và ba điểm riêng giữa bạn và đối phương. Dạ em thấy chung trước đi nè. Ngoại hình thì em bạn ấy hợp với lại như em mong muốn, làm tròn. Rồi công việc thì anh ảnh có công việc ổn định, tính tình ảnh vui vẻ hài hước mà em cũng thích như vậy. Rồi thì còn những điểm nào mà chưa có đồng quan điểm? Thì thứ nhất là tóc, em chưa thấy, tại vì ảnh hơi hói một xíu. Trong khi đây tạo mẫu tóc mà bên đây tóc hơi hói, không biết tạo mẫu gì luôn, phải không? Rồi gì nữa? Cái thứ hai là rồi cứ thẳng thắn đi, nghĩ sao nó vậy đúng không em? Mặt buồn so vậy. Cái nào xấu thì để mặt em vậy đó, mặt em nó không được vậy đó, nó bị không có vợ là vậy đó. Rồi tiếp. Kể về tình yêu của ảnh mà bị lừa dối như vậy á, em chưa có đồng quan điểm, là em ít khi nào bị lừa dối, tại vì em không chưa xác định á, thì em sẽ nói chung mà anh không cẩn trọng lắm trong cái tình cảm, đúng không? Rồi cái thứ ba là nét mặt thì rất là buồn, tại vì em thích một người vui hài hước á, nhưng mà ảnh mở miệng ra là em lại thấy vui. Mà ảnh im ngậm miệng là thấy mặt buồn hơn buồn so. Dạ đó là cái, tại vì mình phải nói hoài, tại vì cái khuôn mặt này nó vậy á, mà thật sự là nó tánh tình nó tuổi lớn vậy, thật sự là tuổi nhất nó phải nói như nít vậy, nó ngộ lắm, đánh kỳ vậy, tại vì cố ít đi tiếp xúc với đường. Nãy là cái nãy có nói vậy, không nhậu không có chơi với ai, bạn trai nó không thích chơi mình được, nó nói này họ biết nhậu không có chơi nó. Em xin chào chị và chào cô em bạn. Cô em bị ảnh bên kia và chào anh ở đây. Em tên là Lê Vân Sang, hiện tại đang ở phường Nam quận 8, buôn bán quán cà phê giỏng. Là quán đó là mình đi làm cho người ta. Không, quán tự chủ tự làm. Tự làm tự bưng luôn. Dạ. Rồi quê quán em là ở đâu? Em sinh ở Sài Gòn. Năm nay bao nhiêu tuổi? 40 rồi. 40 tuổi. Dạ. Tới em gái giới thiệu về mình một xíu. Em tên là Ngọc Thà, em hiện đang sinh sống ở Sài Gòn. Mẹ em có một mình em là con một. Dạ, năm nay em 23 tuổi. 23 tuổi. Ê, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là thích làm đẹp, thích hài hước. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Em nóng hùng đùng vậy chứ qua ngày mai là quên hết. Điểm yếu của em cũng là mau quên. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mê âm nhạc, thích đưa bạn gái đi chơi và những nơi bạn gái chưa biết đến, thích đưa bạn gái đưa nơi mới lạ cho bạn gái mình thưởng thức món ăn vừa nhậu. Trời ơi, nó đi du lịch hay đi chụp hình nữa đó. Còn điểm yếu của em là hơi biết nhậu, cà phê không uống, cờ bạc không có chơi, chỉ có ăn vậy. Hay quá vợ, bán quán cà phê không biết uống luôn. Mà cái lúc mà bán thì mấy cô bác chỉ pha. Rồi pha rồi bán. Rồi. Rồi lúc đó mình không biết ngon dở, khách vô ngồi uống. Cái lúc khách uống xong mình hỏi: thưa bác, cà phê con mới khai trương, uống cảm thấy được không? Bánh đó, ok con. Rồi được là mình sẽ làm tới luôn. Đó. Còn không được mình sẽ pha chế lại. Như vậy. Nhưng mà rồi nãy giờ nghe toàn là đưa bạn gái đi chơi nè, ăn ngon rồi đi du lịch nè. Rồi tình hình kinh tế mình sao, mà sao tính chuyện thấy sướng quá vậy? Nếu mà có ít thì đi ít, có nhiều đi nhiều xíu. Ví dụ như vậy. Rồi cái việc kinh doanh của mình rồi có đi là cũng không ảnh hưởng hai em, đi là đóng cửa ha, hay là đi tại có mình, ai coi mình, giùm. Mình quán mình bán, mình thích mình đóng mình thích mình thôi. Đâu có làm phụng người ta đâu. Rồi. Ok. Nhưng mà em lấy vợ về rồi em có cho vợ em tiếp tục công việc của nếu mà lấy không? Vợ về cho vợ buôn bán quán luôn, em đi làm kiếm thêm gì đó, kiếm thêm ví dụ như vậy. Còn ví dụ như vợ muốn vẫn đang làm cái công việc của vợ mà đang tốt rồi, vợ vẫn muốn tiếp tục làm công việc đó. Cái đó là theo ý vợ, vợ muốn thích gì thì chịu đó thôi. Rồi tình duyên thì sao nè? Về tình duyên thì em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em đã trải qua một mối tình chính thức và cũng có yêu đơn phương vài mối. Rồi đơn phương tới vài mối lần hả em? Rồi cái mối tình chính thức là được bao lâu? Dạ 9 tháng. Bạn đó không siêng năng làm việc á, làm một tháng nghỉ 3 tháng nên em không thích. Rồi đó rồi. Làm gì mà làm tháng nghỉ 3 tháng? Dạ làm xây dựng đồ chị. Rồi còn em, tình trường sao? Vừa làm gặp muốn ngó y tiếng người đương sao chưa thành câu, với hoài không được thành câu cái gì hoài luôn. Tặng quen không có thật lòng mà quen tặng là tiền lúc đó em đeo vàng rất là nhiều, đeo vàng nhiều mà quen đằng vàng không quen người, quen một hai bữa cái cho mượn 2 triệu đi, mới quen hai bữa mượn tiền á thì không được rồi, cứ vậy không à. Giờ biểu em đeo vàng chứ cho nhiều cấp mới mới đeo, bây giờ không đeo sợ, bây giờ đi gửi ngân hàng không đeo nữa, chứ là em tuổi em lớn á, giờ quen khó lắm. Mà từ xưa giờ là chưa một mối tình nào mà chính không thức luôn, không có luôn. Tự quen nhau cứ tình cảm nó vụn vặt thôi. Hà là
anh thích gì anh ra mua tặng bất ngờ cho em. Mà em có hay tặng không? Nếu mà mình chắc quen... có làm sao em người ta không. Phải thấy em là dư tiền hoặc là dễ dãi người ta mới tại vì mua. Tại vì em lúc mà em quen trên mạng như đâu á là em đem đeo vàng nhiều lắm, giờ chẳng còn như đâu, vẫn còn đeo vàng nhiều lắm, em mê vàng lắm, lãnh lương là mua vàng hết trơn rồi đeo à, rồi trên nên bây giờ không nhóc đeo nữa. Bây giờ mà được nhiều vàng không? Cây hai cây à. Hai cây đeo hết người luôn. Đeo hết luôn. Hàng chi bởi vậy người ta mượn là phải rồi. Bởi vậy giờ khó kiếm. Khó gì? Nhưng mà em có phải là người ga lăng lịch thiệp không? Em có hay tặng quà, tặng đồ, có đưa người ta đi ăn, đi uống đồ này kia? Cái đó là ok, ga lăng ok, đi chơi đi đâu đó, mình tham quan, bật gì đó có. Với lại ăn nhậu nữa, em cứ ăn nhậu cũng được, em ăn nhậu cũng được. Lúc em quen nhau, ví dụ như ăn nhậu tụi ba, tụi bảy, em cũng thích nữa. Nhưng có khi nào bị rồi có cho ai mượn chưa? Có bị lừa lần nào chưa? 40 mấy triệu. Chị không mà mượn mà lấy luôn, gạt lấy luôn 40 mấy triệu. Gạt luôn 40 mấy triệu gạt luôn. Gạt là gạt sao? Là lúc mà chưa Tết, là cách đây cũng mới tháng 7, tháng 8 gì đó. Là em quen trên mạng Zalo, trên mạng. Lúc đó em đeo vàng rất là nhiều. Sau đó dắt đi ăn ốc. Lần đầu tiên là em đeo vàng là rất là nhiều. Sau đó rồi cái cô ta gặp xong rồi cô ta cái ăn cắp xong cái em về nhà. Về nhà sau cô ta nhắn tin nói là anh ơi cho mượn 2 triệu. Giờ em nói kiểu này chắc không quen rồi, mới vô ăn rồi mượn tiền rồi. Rồi cái là mình nghĩ là thôi bây giờ anh không quen em nữa, thôi mình chỉ là bạn bình thường thôi. Tới sáng ngày mai nấu cơm xong rồi cái nấu ăn, cái sao nói anh làm gì, nó đâu nấu ăn gì ngon cho em ăn. Với anh nghĩ là nếu mà không quen nữa mình chỉ là bạn, mình chắc về nhà ăn cơm chỉ bình thường. Lúc đó là qua chở các bạn qua ăn cơm thì lúc mà đi là cũng sợ, mình tháo nhẫn ra với một chút lắc bỏ vô cái hộp. Ăn cơm xong rồi các bạn gái nó ăn cơm tanh, nó mua chân cơm, nghĩ là tự nhà đi vô bãi mua chân cơm, các bạn bỏ xe nhà luôn và mua cây chân cơm vô, cái nó không phải chân cơm này, mua lô hôm e á, rồi ra đổi lòng cái nó giờ xong rồi người đó mất tiêu, lấy nhẫn em trong cái thùng chứ lấy xe bỏ cái nhẫn một sáng em đi đó là lấy nhẫn một cây 40 mấy triệu rồi. Mà chiếc xe thì còn nguyên. Chiếc xe còn, lấy nhẫn thôi. Chứ lấy xe sợ đi báo công an đó. Số em bị không. Rồi không, tôi không biết tại đâu luôn, không kiếm. Không, tại quen trên mạng mới 1-2 ngày dắt nhà ăn cơm rồi. Dắt nhà biết tại đâu mà dắt. Cô có đẹp không? Đẹp. Đó, mê gái đẹp mới bị đi chưa. Rút kinh nghiệm ra được cái gì chưa? Nói chung là số em không vợ quen chừng sao á, gặp gì đâu không à. Nói chung là cũng mình nữa, tum tấp, ai biểu thấy gái đẹp phải tìm hiểu nhà cửa đồ ta đâu. Về nhà. Mình thanh niên mình dắt nhà ăn cơm chuyện bình thường đâu sao đâu. Nghĩ ăn cơm. Về nhà cũng có ý đồ làm gì không, nè. Nghĩ ăn cơm. Về nhà cũng có ý đồ làm gì không, nè. Không, ăn cơm, ăn cơm bà. Cơm bởi vậy. Mai cơm, chưa bóc chiếc xe nữa nha. Mà em nghe câu chuyện bạn trai kể thì em cảm nhận như thế nào? Mấy bạn đó chỉ là lừa dối thôi. Em thì không có đẹp. Nhưng mà hồi trước em có chia tay bạn nam thì bạn đó có gửi em tiền giống như là dành từ từ hai đứa làm đám cưới. Nhưng mà chia tay em trả lại hết cho bạn đó. Đúng là những người đó người ta có cái máu sẵn rồi, chủ đích là người ta muốn lừa gạt, người ta mới như vậy. Nếu còn thật sự mối quan hệ yêu đương mà bình thường để tìm hiểu nhau rồi đến lúc không hợp thì chia tay thì chẳng, những cái đó đâu có đáng bao nhiêu đâu, rồi ăn rồi cũng hết, đúng không em? Mình sống mình còn cái hậu vận mình sau này nữa. Coi như là em xui đó, em gặp đúng. Còn thêm một lần nữa giờ mượn thêm nữa, mượn nữa, mượn năm bố quen xong rồi mà rồi đầu mượn 2 triệu, nó mẹ em bệnh gì đó, bây giờ em mẹ em bệnh đúng không, em làm đâu nổi, em nghỉ xin nghỉ đi, nghỉ tuần đi, anh giấy đưa em về quê. Vô em mượn 2 triệu không, bây giờ anh không đưa 2 triệu mà đưa 10 triệu luôn, nó mẹ xin cưới luôn được không? Trời, nó đến tắt gọn, bây giờ cho mượn 2 triệu không nói nhiều, mẹ đâu bệnh đâu, nó mẹ bệnh lấy mượn tiền của em nói gì. Thế con số 2 triệu này nó mệt mỏi. Bố em có mượn 3 triệu nha, em định mượn 2 triệu nha cưng nha. Trải qua nhiều vấn đề như vậy thì giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Sống thật lòng, tóc dài, nó nhỏ nhẹ và tư cách nó như là không ăn nhậu, không có xăm mình này kia rồi. Anh thích con gái gì đó. Nhuộm tóc đồ được không? Nhuộm màu mè quá cũng không được. Bình thường nó đẹp quá đẹp, không cần thấy cần không làm cũng đẹp. Màu đen ta thích giờ okay. Mặc đồ hở hang xíu được không? Sexy chút được không? Bạn gái mình thích gì mình cũng chịu sao giờ. Dạ. Rồi về ngoại hình thì em thích người sao? Vừa người thôi, tóc dài, không cần ốm mập, vừa người. Ví dụ như mập một chút được không? Không được, ốm vừa người thôi, vừa cũng mập quá. 40 mà người ta có 23 hả? Lớn hơn người ta tới mười mấy tuổi. Bởi vì lớn nhiều quá, nhỏ sợ trưởng thành không biết có được kết quả không. Thì em phải chăm sóc người ta, mình phải đã lớn rồi. Mình phải là che chở, bảo vệ cho người ta chứ. Nếu mà được cho ở nhà bán quán luôn, em làm lo mình. Rồi còn em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người bạn trai em là xuyên, biết kiếm tiền, giỏi kiếm tiền, người hơi tròn và cao hơn em xíu. Em thấy mập dễ ôm. Thấy chưa, người ta thích người hơi tròn kìa, mập dễ ôm mà, đúng không? Còn tròn chút được mà. Đâu sao đâu. Hai đứa rủ nhau đi tập thể hình, có ai chê em mập không? Có chứ, đi chơi nhiều lúc lâu cái gặp bạn bè nó trọ sâu, tướng con bự, mập. Nhà này có tập thể dục gì không? Không.
Rồi bây giờ có bạn gái tròn tròn, hai đứa rủ nhau đi tập thể dục được không? Tại em đó, em cứ lo em bề ngoài không mà em cứ mê gái đẹp không, bởi vì nó mới gạt em. Người ta kiếm một cái người bình thường thôi ha, nhưng mà người ta chân thành với mình, ta lo cho mình, người ta vung ván gia đình không chịu, cứ ho lo mê trai đẹp bởi vì bị gạt. Đúng rồi. Bây giờ có hình ảnh gì không nè? Trời ơi, đó, hai chàng trai này em lựa một chàng. Hai cô gái đó em lựa một cô. Ai? Tròn tròn. Này. À, sao em nghĩ cô đó? Nãy nghe tuổi 23 tuổi là mình nghĩ là chắc trẻ trung hơn cô này. Chịu đó đi để coi phải không? Ở đây, chọn anh nào? Dạ, em nghĩ là bạn này ạ. Tại sao chọn bạn đó? Bạn đó hơi lớn tuổi, nhờ người hơi tròn. À, rồi, người ta rất là logic ha. Bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cái cánh cửa trái tim này, Tường sẽ mở ra nha. Xem cái cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta là đúng hay không. Hồi nãy giờ người ta đã nói là tròn rồi mà còn chỉ vô cô ấm nhắc. Trước khi mở quà em có một bức thư em gửi anh từ chương trình tới giờ. Rồi em đọc lên thử coi. Sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này, mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái. Trời ơi, đọc cho. Trời ơi. Gửi anh. Sao anh để em cô đơn quá lâu, em chờ anh hết mùa đông lạnh giá này, mùa xuân sắp đến nơi rồi, thanh xuân của một cô gái ngắn ngủi lắm, anh để em chờ đến khi răng rụng tóc bạc rồi anh mới đến hay sao? Hạnh phúc của một đời người chỉ trông chờ người sẵn sàng hy sinh, chia sẻ và quan tâm. Sài Gòn đông đúc, thấy nhau thì dễ, nhưng được nhau là cả quá trình. À, ngoài kia bao la thế giới, anh đã mỏi chân chưa? Phải đi kiếm người chân thành. Thành phố Hồ Chí Minh tụ về nhiều người, sao đến lúc về đến phòng em lại thui tuổi một mình, anh có đang vậy không? Có biết em ước mơ một gia đình và những đứa trẻ hồi sinh nhật em năm 18 tuổi. Doraemon, cảm ơn anh đón thanh xuân cùng em. Anh và em cùng vượt qua, nhớ đến những ngày mình bắt đầu là ngày hôm nay. Yêu nhau, chia sẻ, quan tâm, lo lắng, bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp. Harry Trần, Ngọc Hà. Hay quá. Dạ. Em cảm nhận như thế nào về món quà của cổ ngày hôm nay? Thấy món quà và một câu thơ rất là dễ thương. Hiện tại bây giờ em đang làm ở đâu? Làm dạ, em làm tóc. Có thời gian nào được đi như là đi đâu đó anh? Dạ, chỉ có rảnh buổi tối là 8 giờ rồi 9 giờ em mới xong công việc. Ví dụ mình đi làm công ty có thể là mình nghỉ được, có thể là thứ bảy nhật, ví dụ nhật thì mình nghỉ được, còn mình làm cho mình làm tóc. Nhà em còn khách thì mình sẽ còn. Thứ bảy chủ nhật càng đông hơn nữa. Nhưng mà rồi mình không có một tháng được nghỉ mấy ngày gì hết em? Dạ một tháng được, off một ngày. Ví dụ mà được thì mình sắp xếp dành cho nhau, có thể là mình đi tìm hiểu. Thì đó, sau khi cổ đi làm về thì em canh 8 giờ em tới em đón cổ ở tiệm rồi đi chơi. Cái dễ mà, cái chuyện gì cho dễ ẹt. Một phần là do công việc đó nên em mới nhuộm tóc rồi. Chứ em tóc em dài mới cắt cái đại xô á, nhuộm tóc không biết. Không, cái này cũng không có, nó cũng hơi, nó không sao hết. Nó còn đựng kia vàng vàng với mà sợ tóc vàng với lợi xăm mình nữa, sợ lắm. Rồi bây giờ cho nó sung cái nè. Em có tài năng ca hát nhảy múa gì không? Hát chị. Rồi có hát rap gì được không? Rap luôn. Rồi rap, chơi luôn. Vô. Tình yêu như dắt chim bao, khi nào nó đến lúc nào cũng hay. Tình yêu như giữa ban ngày, không mơ khói nắng đỏ đầy tấm thân. Yêu chi để giờ khổ đau, một ngày sẽ cắt nhớ nhau một đời. Yêu cho thân sắc gỡ giờ, không yêu như kẻ như đời mộng du. Biết yêu là nhớ nhau nhiều, mà sao phải quán chút liệu vào yêu. Hãy mang yêu thương cho nỗi đi nó đau buồn, và cho nhau một tình yêu mơ. Yêu nhau đi em, với ngày tháng ta dần trôi. Vui lên đi em, thiên hành đó ta hành đổi. Yêu nhau đi em, xin đừng đón bờ môi. Suốt ngày lần đời này anh chỉ muốn yêu mình em. Dù bạn giàu hay bạn đẹp, bạn duyên dáng bạn duyên vũ, lúc bạn vui hay bùng một sống anh ta chẳng đơn thay. Dù bạn có là ai bạn có không bên đây được, bạn chỉ có hẹn hò. Bà con ơi ra đây mà xem, hẹn hò chúng tôi vui ba chờ. Bên đàn trai là bên đàn gái, hai họ hẹn chúc mừng Năng Ly. Năng Ly vô. Rồi thôi bây giờ Năng Ly. À, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức bánh rồi uống nước rồi cùng trò chuyện với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại với hai bạn. Thường em quen đi, con có đi đầu trời không? Cũng có, thường buổi tối đi vòng vòng Sài Gòn. Vòng Sài Gòn. Xem phim đồ. Em đi với ai? Có khi đi với bạn. Anh có hay thường hay đi xem phim không? Nếu mà xem phim là xem phim ở nhà, anh đi làm về lúc buồn ấy, anh coi laptop á.
có mê phim bộ lắm. Nếu mà có bạn gái thì đưa bạn gái mình đi tham quan chỗ nào đó, còn nếu một mình là ở nhà không đi đâu luôn. Nếu anh bán quán như vậy á, còn em làm thì anh nói anh bán quán lúc nào cũng có, muốn giờ nào cũng có giờ đó. Tại bán quán tự chủ á, hết đóng cửa đi. Còn như em làm cho người ta, nếu mà em tự chủ thì em cũng như anh thôi, mà em làm cho người ta em đi không được. Em cũng muốn xác định là kiếm một người mình quen và không phải là một thời gian quá dài. Nhà bản thân là em rất thích em bé, muốn lập gia đình sớm, chứ mẹ em cũng chưa hối thúc gì, nhưng mà tại vì em muốn. Anh cũng muốn lâu, giờ cũng muốn sớm lắm, mà sợ bên em thôi. Nếu mà ok giờ nào anh cưới gì đó, nói chung vậy thôi. Bây giờ anh cho quyết định, em cũng đâu có muốn đâu. Em tự quyết định, nắm được cưới sớm vậy sẽ lên sớm. Mà giờ anh nói sớm cũng không được, nó chẳng là do bên em đồng ý là anh sẽ đến thôi. Có mối quan hệ mà không có phải là dạng như dê sò biến thái đó được. Thì qua một hôn nhân thì em sẽ đồng ý hết. Còn trước khi quen thì em muốn là đàng hoàng, có một cái suy nghĩ trong sáng đó. Một khi nó lên tới đây rồi, lúc nào cũng có một cái trường hợp lịch sử lúc đó, đúng rồi. Còn nếu mà em quen ở ngoài thì không khẳng định, anh không biết cái đó. Nên còn nếu mà lên tới đây rồi là em khỏi lo chuyện đó đi. Mình sẽ tôn trọng bạn gái mình. Dạ. Cho đến ngày đó thôi. Mình muốn làm gì, ví dụ hết đi. Anh muốn hôn em thôi, nói em ơi, anh xin em, ví dụ cảm thấy ok. Dạ. Chứ không có động tay động chân hoặc cái gì đó, ví dụ đó mình sẽ dạ. Mình sẽ tôn trọng với nhau là mình sẽ đi đến. Tại vì em quen ở ngoài thì nhiều người như vậy á, nên em không quen, nên em tin tưởng chương trình đó, em đăng ký. Vậy anh có ngại thì nếu mà ở chung vậy đó, mẹ em ra riêng, em với mẹ em ra riêng ở chung với anh. Tại vì mẹ em chỉ có một mình em thôi. Vì sao mẹ em ở nhà sống ở ổng là qua anh sống hiểu? Là em ở bên ngoại mà ba mẹ em ly dị, mẹ em sanh em có một mình thôi. Còn cô dì chú bác ở nhà rất là nhiều. Ví dụ muốn đi thì gia viên ở đúng không? Gia viên là qua nhà anh ở đúng không? Được không? Sao trả lời? Dạ, nó được mà. Không mạnh cái câu đó vậy, hiểu ý cô nói không? Hiểu sao đâu. Có nghĩa là thì nói chung bây giờ cổ qua nhà em ở, hiểu, thì hiểu. Mẹ theo luôn. Bây giờ nó anh đâu còn mẹ đâu, nếu có mẹ em xem mẹ giục của anh đó. Thôi. Đó, chứ giờ mẹ đâu còn đâu, tình cảm đâu còn ai đâu. Có đi dâu chơi đóng quá rồi khỏi cần đóng cửa tiệm, mẹ coi giùm, ở cháu coi giùm luôn. Sướng quá trời. Được không? Ok. Được, tôi gả luôn nè. Rồi gả luôn đi. Rồi, bây giờ xin mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài ha. Coi yêu cầu của chương trình hiện cho nó vui. Đọc lớn lên đi em. Gọi tên ba điểm chung và ba điểm riêng giữa bạn và đối phương. Dạ, em thấy chung trước đi nè. Ngoại hình thì em bạn ấy hợp với lại như em mong muốn, làm tròn. Rồi. Công việc thì ảnh có công việc ổn định. Tính tình ảnh vui vẻ, hài hước, mà em cũng thích như vậy. Rồi, thì còn những điểm nào mà chưa có đồng quan điểm? Thì thứ nhất là tóc. Em chưa thấy, tại vì ảnh hơi hói một xíu. Trong khi đây tạo mẫu tóc mà bên đây tóc hơi hói, không biết tạo mẫu gì luôn phải không? Rồi, gì nữa? Cái thứ hai là rồi cứ thẳng thắn đi, nghĩ sao nó vậy đúng không em? Mặt buồn so vậy. Cái nào xấu rồi để mặt nó vậy đó, mặt nó không được vậy đó, nó bị không có vợ là vậy đó. Rồi tiếp. Kể về tình yêu của ảnh mà bị lừa dối như vậy á, em chưa có đồng quan điểm, là em ít khi nào bị lừa dối, tại vì em không chưa xác định á, thì em sẽ nói chung mà anh không cẩn trọng lắm trong cái tình cảm đúng không? Rồi. Cái thứ ba là nét mặt thì rất là buồn, tại vì em thích một người vui hài hước á, nhưng mà ảnh mở miệng ra là em lại thấy vui. Mà ảnh im ngậm miệng là thấy mặt buồn hơn buồn so. Dạ. Đó là cái tại vì mình phải nói hoài. Tại vì cái khuôn mặt này nó vậy á, mà thật sự là nó tánh tình nó như tuổi lớn vậy, thật sự là tuổi nhất nó phải nói như nít vậy, nó ngộ lắm, tánh kỳ vậy. Tại vì cố ít đi tiếp xúc người đường, nãy là cái nãy có nói vậy, không nhậu không có chơi với ai, bạn trai nó không thích chơi với mình được. Nó nói này, không biết nhậu không có chơi nó, rồi thôi không uống không có chơi nó luôn, chỉ có nước trà, có thuốc hả? Bánh trái trái cây không ăn luôn. Nhạc thì khoái lắm, mê lắm, vậy thôi. Còn ngoài ra là không có chơi gì hết. Rồi, móc chơi với vợ thôi đúng không? Dạ. Người không có ai hoàn hảo đâu, được cái này sẽ mất cái khác. Rồi, mời em đọc lớn lên coi yêu cầu gì trọng. Bạn mong muốn người yêu mình là người chăm lo cho gia đình hay sự nghiệp nhiều hơn. Em muốn bạn gái mình làm lo cho một cái gia đình, là lo cuộc sống
cái này hỏi em vẫn lo cho được, không cần bạn gái lo, em chỉ vẫn lo cho bạn gái mình ok hết. Chỉ cần bạn gái mình ở nhà nấu cơm, ăn uống này, nấu cơm cho anh ăn thôi, và gia không có làm gì hết, công việc mất thứ không có làm gì hết. Chứ là rồi trong nhà thiếu đâu phải chuyện nấu cơm không, bây giờ ở nhà học nhà giũ quét dọn bây giờ... lau chùi giặt đồ được nhiều lắm, cả ngày em có phụ không, không lẽ bắt mình vợ ở nhà làm hết. Nếu mà công việc mà có việc làm ở nhà thì bắt buộc hay vợ, thì bắt buộc hay vợ hay giặt, còn nếu mà ở nhà không thì anh sẽ phụ. Còn những ngày nào mà em đi làm hay đồ đạc để nhà thì anh sẽ làm hết, anh biết nấu ăn được nè, giặt đồ được nè, làm việc công việc nhà được nè. Bây giờ em không làm, anh giờ anh độc thân, bây giờ anh cũng chẳng là không làm ai làm, giờ gia đình chết hết ai làm, lau nhà giặt đồ nấu cơm nấu ăn anh tự làm không. Dạ. Cũng mới ăn cũng bị gạt ăn với dịch thôi gần là tự làm dịch thôi gần hết 40 triệu đó. Ủa nhắc hoài vũ hoài bị gạt tức quá mà. Cái 40 triệu tức không tức mà hãy nhớ hoài chứ sao. Nhớ rồi sao phải cẩn thận nha. Mọi buồn vui thì của anh thì sẽ quên đi. Bắt đầu em sẽ có một cuộc sống mới ha. Cuộc sống mới với em. Giờ đến với cái chương trình ngày hôm nay, giờ em nhìn thẳng mặt cô này, nãy giờ chị thấy em không có nhìn thẳng vô mặt người ta nè. Dạ hả? Đúng rồi. Có nhìn lén không á trời. Nhìn thẳng luôn, mình là đàng hoàng nghiêm túc, mình nhìn thẳng luôn nè. Em lớn hơn nè, tỏ tình hay là em muốn cái gì đó khẳng định, hoặc một cái hứa hẹn một cái gì đó sau khi kết thúc chương trình này. Chương trình thì nếu mà cảm thấy được ok mình sẽ bấm, mình sẽ tìm hiểu thêm nữa. Đó, chỉ có vậy thôi, giờ cũng không biết nói gì hơn đâu. Thật sự mọi con người không có ai là hoàn hảo hết. Có thể là trong mắt của em người này chưa đạt tiêu chuẩn của em, hay là trong mắt của em có thể anh này có những cái em chưa thích. Ví dụ vậy, giống như em nói là tóc ảnh hơi hói, hay là mặt ảnh hơi buồn. Ví dụ có thể trong mắt em sẽ nhìn thấy cô này tóc thì nhuộm, hay là người hơi mập so với là em mong muốn là người ốm. Ví dụ vậy. Dạ. Đó là những cái về ngoại hình. Nhưng mà quan trọng cái cốt lõi ở đây, chúng ta không phải tìm một cái người để mà quen, để mà đi với nhau cho nó đẹp, không phải vậy. Mà chúng ta cần những người cùng chia sẻ những cái buồn vui, những cái hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu chúng ta thật sự có sự rung động, thật sự thấy đây là một cơ hội, chúng ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không, người này tôi không có thể nào tôi lấy được, không thể nào này kia, thì mình không bấm, bấm mất cái duyên của người khác. Hiểu không? Hiểu chưa? Trời ơi, ông tươi lên giùm tôi cái coi, hiểu không? Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sau một hồi tư vấn của các tường, hai tiếng bấm nút rất đồng điệu. Bây giờ cái này tươi lên chút nè. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu chúng ta gặp mặt tại chương trình. Dạ. Xin phép bạn gái nè. Rồi hôn xong cũng buồn nữa. Hôn xong tươi lên. Gửi tặng em gái một món quà làm đẹp của chương trình là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn nha. Dạ, em cảm ơn. Tặng hai bạn những chiếc vé xem phim của chương trình để đi xem phim cùng nhau, nắm tay nhau thật chặt, không có bao giờ buông tay ra. Có tin vui báo cho Tường biết nha. Dạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ha. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi thưa quý vị.